Xin chào các bạn. Hôm nay công ty An Ba chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới. Sản phẩm này có tên là nến Phật thủ gà vàng kim kê, còn có tên gọi là tân niên đại cát kim kê chiêu tài. Với chất liệu làm từ nến paraffin và sắt thơm cao cấp, hàng của Việt Nam 100%. Chúng tôi nói không với hàng Trung Quốc vì hàng Trung Quốc có thành phần rất là độc hại, đốt lên thì ảnh hưởng đến sức khỏe, suy yếu giống nòi. Bộ đôi gà và vật thủ có màu vàng của quan hoàng 10. Thời gian cháy của nến là liên tục trong vòng 72 giờ, tương ứng với 3 ngày Tết. Và chỉ cháy quả vật thủ, không hề cháy chú gà giữ vàng. Khi cháy hết quả vật thủ, chúng ta có thể thay nến khác vào chỗ để quả vật thủ. Mùi thơm lan tỏa ra từ gà kim kê giống y hệt mùi của quả Phật thủ ạ. Nến quả Phật thủ kim kê với ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ trong năm 2017. Vừa hợp phong thủy lại có tác dụng chiếu sáng, bày biện trang trí trên ban thờ hoặc ban thổ địa đều rất đẹp và tiện. Tiết kiệm hơn so với chi phí mua Phật thủ và nến loại thông thường. Với hình ảnh một chú gà trống oai vệ đứng trên một thỏi vàng to, xung quanh là những đồng tiền tài lộc và cũng chính bộ lông của chú được làm từ những đồng tiền tài lộc đó, tượng trưng cho một năm sung túc đầy đủ, tiền vào như nước cho gia chủ. Màu của chú gà trống có 5 nhánh tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tương sinh. Tất cả các yếu tố phong thủy đều hội tụ đầy đủ. Bên cạnh là quả Phật thủ có nhiều tay, ý nghĩa như Phật che chở bảo vệ cho gia chủ trong năm mới bình an và suôn sẻ. Gà vàng kim kê được đặt trong hộp nhiễu đỏ, rất sang trọng và lịch sự, thích hợp làm quà biếu, cung tiến, vừa ý nghĩa vừa thiết thực. Trong mỗi hộp gà kim kê có giấy chứng nhận và dấu hàng đảm bảo của Việt Nam 100% và thư gửi lời chúc mừng năm mới đến tận tay quý khách hàng. Để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi anba.com.vn. Số điện thoại đặt hàng là 043-623-1775 hoặc 0967-150-656. Xin chào quý vị.